Không biết quý vị khán thính giả có nghe được tiếng nói của tôi không ạ? Vâng, bây giờ tôi đang livestream từ tôi không biết cái màn hình mình đâu rồi. À, bây giờ thấy rồi. Thì chắc quý vị đang nghe được tiếng nói của tôi không? Mới vừa sinh hoạt với quý vị khán thính giả từ lúc 2 giờ chiều Houston. Bây giờ là 5 giờ 30 hơn. Tôi đang có mặt tại nhà hàng Kim Sơn ở trên đường Bel Air, là một nhà hàng rất là quen thuộc với người Việt Nam sống tại Houston. Thưa quý vị, sở dĩ tôi có mặt ngày hôm nay là bởi vì chúng tôi đang tham gia một cái buổi dạ tiệc gây quỹ cho dân biểu Hút Bờ Võ của thành phố Houston. Ông nằm trong cái district là 149, nước tiểu bang Texas có tất cả là 150 district nha quý vị, 150 khu vực. Ông là khu vực thứ 149. Thì tôi tham gia ngày hôm nay để cho quý vị thấy cái chương trình sinh hoạt, cũng như nếu quý vị có cái lòng tốt thì ủng hộ cho dân biểu Hút Bờ Võ. Cái sự đóng góp của quý vị nó rất là quan trọng, không cần phải đóng góp nhiều nha quý vị, 5 đồng là được rồi, 10 đồng tùy theo cái khả năng của mình, nhưng mà cái của ít mà lòng nhiều. Thì quý vị biết là tiểu bang Texas của chúng tôi đó là bị mang tiếng là tiểu bang đỏ, nơi mà quý vị nhiều người không thích đến đây sống là bởi vì nó quá đỏ. Nhưng mà trước đây quý vị, 40 năm trước đây á, là nó xanh, nhưng mà từ từ càng ngày nó càng biến qua màu đỏ. Là lý do đó là thành phố Houston này nó sống rất là nhiều về cái ngành dầu hỏa, và quý vị biết á, là cái Đảng Cộng Hòa thì họ có cái chủ trương là bảo vệ cái ngành khai thác dầu hỏa, cho nên rất là nhiều kỹ nghệ ở trong cái địa bàn Texas là nó thuộc về dầu thô, dầu hỏa. Cái thứ hai nữa đó là nông dân. Texas nó rất là rộng quý vị, nó có thể nói là rộng gần gấp 3 lần nước Việt Nam vậy đó. Cho nên nó có những cánh đồng, và người ta, những người nông dân mà sống trong cái nghề là làm nuôi bò, chẳng hạn như mà khi người Việt Nam chúng ta mới qua Mỹ đó, thì quý vị biết đó là họ thường lên sống một cái thành phố ở miền Bắc của tiểu bang Texas. Thì cái tiểu bang này chuyên sống về nghề giết bò và nuôi bò, và làm lương làm trong những cái công ty mà sản xuất bò như vậy đó, thì lương nó rất là cao. Cho nên á, nhiều người Việt Nam chúng ta cũng vào trong cái thành phố Amarillo đó để mà sống, rất là lạnh. Cái tiểu bang Texas nó như là một cái nước vậy quý vị, đêm có sông, có biển, có đồi, có núi, có thung lũng, cái gì cũng có, nhưng mà có rất là nhiều đồng bằng. Và người Việt Nam chúng ta khi mà mới sang định cư ở Texas đó, thì có nhiều người đến sống ở miền Bắc rất là lạnh lẽo để mà làm cái nghề trong những cái hãng mà sản xuất bò. Còn có những người thì đi về miền Nam, như hãy như Houston, thì sống về cái nghề gọi là thợ tiện, làm tiện. Tại vì như tôi nói đó, ở đây sản xuất rất là nhiều dầu thô, cho nên cái ngành tiện, những cái để mà chế tạo ra những cái máy để mà đào xuống dưới đất hay là dưới lòng biển để mà lấy dầu thì người Việt Nam chúng ta sống rất là nhiều. Thì hai cái nghề đó, cái nghề mà giết bò thì không cần phải có bằng cấp, với nghề thợ tiện chỉ học từ một năm thôi là đã có bằng cấp và đã ra làm, và lương rất là cao quý vị. Tôi còn nhớ vào cái thời năm 1980 đó, khi mà tôi có mấy người bạn họ làm về cái nghề này, họ nói tôi đó là vô đó mà chỉ đứng gọi là dịnh mấy cái máy thôi là lương đã được 20 đồng một giờ. Mà thời đó 20 đồng một giờ thì nó tương đương với 5-6 triệu đồng ngày hôm nay. Thì đó là những cái điều mà tôi muốn tâm sự với quý vị về tiểu bang. Đa số quý vị theo dõi chương trình thì sống ở California, cho nên tôi muốn chia sẻ một chút xíu về Houston. Vì chúng ta nói về cái
cái vấn đề gọi là vấn đề chính trị đó quý vị. Thì cái tiểu bang này á, hiện nay nó có 150 dân biểu tiểu bang. Thì ông Hiếu Bầu Võ đó là dân biểu ở trong cái địa hạt 149. Và hiện nay đó thì 100 trong 150 người dân biểu của tiểu bang á, thì trong đó có 85 người là của đảng Cộng Hòa, chỉ có 64 người á là của đảng Dân Chủ thôi quý vị. Còn một người á thì coi như là ông bị mất rồi, nó thành ra nó 149 ghế thì hết 85 ghế nắm bởi đảng Cộng Hòa. Còn về cái thượng viện đó, thì cái thượng viện nó có tất cả là 31 thượng nghị sĩ, nhưng mà trong đó 18 người thượng nghị sĩ đó là của đảng Cộng Hòa, chỉ có 13 người là của đảng Dân Chủ. Thành ra nó rất là gây go quý vị, để mà đạt được những cái mục đích. Thì quý vị biết là một cái tiểu bang thì nó cũng như một quốc gia nhỏ vậy thôi. Thống đốc tức là đương nhiên là coi như là tổng thống của tiểu bang, mà quốc hội thì giống như quốc hội của Hoa Kỳ vậy đó. Cái lối sắp đặt, cái lối hành gọi là làm việc, những cái policy ấy, thì nó cũng tương tự với nhau mà thôi. Thành ra muốn chia sẻ như quý vị để cho quý vị thấy đó là cái tiểu bang này một thời đó nó đã làm, cách đây mà 40 năm về trước đó, là governor là bà Ann Richard, là người coi như là phải nói là dân biểu, xin lỗi, một người thống đốc tiểu bang của đảng Dân Chủ. Từ đó đến nay nó không có một người nào, ba mươi mấy năm nay rồi quý vị, không có một người nào là của đảng Cộng Hòa. Thành ra trong cái kỳ bầu cử này á, thì nếu mà nói rằng chúng ta không có hy vọng á, thì sai quý vị. Bởi vì Greg Abbott á, hiện giờ đang dẫn ông Beto O'Rourke chỉ có 5-6 điểm mà thôi. Thì cái 5-6 điểm này đó thì mình hy vọng, tức là nó còn có cái hy vọng, chứ không phải là như là những tiểu bang như là Wyoming là cái nó đỏ lè rồi, không có hy vọng gì hết. Và cái bằng chứng điển hình nhất á, là chúng ta thấy là cái tiểu bang này nó cũng đang chuyển mình ở cái chỗ nào quý vị, là kỳ rồi ông Beto O'Rourke á, khi mà ra tranh cử với lại ông Ted Cruz á, chỉ thua có 2.6%, trong khi đó đó những tờ báo, những cơ quan thăm dò dư luận á thì đoán là ông sẽ thua đến cả 10% về quý vị. Nhưng mà khi cái ngày bầu cử tới nơi đó thì Beto O'Rourke á ném thắng quý vị. Lúc đầu cái phiếu á, đếm là thấy hy vọng lắm, nhưng mà rồi giờ chót á, khi mà những cái vùng thôn quê nó bắt đầu đếm phiếu á, thì coi như là ông bị dẫn lại. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái tiểu bang Texas. Còn đặt câu hỏi là tại sao tôi phải đi làm những cái chương trình như vậy quý vị, bởi vì nó còn có hai tuần mấy nữa là tới ngày bầu cử rồi. Thì tôi đi đây không phải chỉ có mục đích là để mà gây quỹ cho dân biểu Hiếu Bầu Võ, mà thêm một cái mục đích quan trọng nữa là để coi như kêu gọi mọi người, chúng ta hãy cố gắng đi bầu, kêu gọi bà con cô bác đi bầu, nhất là ở những tiểu bang mà có những cái cuộc tranh chấp nhưng mà tôi thường hay đề cập tới đó. Cho nên tôi tham gia cái buổi gây quỹ này để yểm trợ dân biểu Hiếu Bầu Võ, cũng như tuần trước chúng tôi yểm trợ Beto O'Rourke và Bi Nguyễn. Nhưng mà cái mục đích chính của chúng tôi vẫn là hướng về cái gọi là cái ngày bầu cử midterm 2022. Hôm nay tôi đã có chia sẻ với quý vị, nó rất là nguy hiểm với quý vị, bởi vì đảng Cộng Hòa đó, càng ngày đó thì mình càng thấy rằng cái đường lối làm việc của họ nó rất là gian manh, nó không có trung thực. Cho nên chúng ta phải cảnh báo cho nhau để mà ý thức được rằng cái vấn đề đi bầu á, nó là rất là quan trọng, nó quyết định cho mọi sự việc. Bây giờ thì tôi xin phép ngừng ở đây để kiếm một vị nào để phỏng vấn cho quý vị nghe nha. Quý vị chờ tôi một chút xíu ha. Thank you.
Kính thưa quý vị khán thính giả, đang có mặt với tôi là anh Bùi Cơ Điệt, cũng là một người sinh hoạt rất là thường xuyên ở trên Facebook, và anh cũng là một người phải nói là vận động cho dân chủ và nhân quyền cho nước Mỹ cũng như cho Việt Nam. Xin mời anh Bùi Cơ Điệt cho mọi người biết lý do gì mà anh có mặt ngày hôm nay, và cái cảm nghĩ của anh như thế nào về cái cuộc bầu cử midterm 2022, thưa anh. Chào anh Nguyễn Đình Minh Quốc, kính chào quý khán thính giả của Người Việt Channel. Tôi rất là may mắn được anh đưa lên TV, chứ còn từ xưa tới giờ thì tôi chưa từng có bao giờ mà có cơ hội được trường cái mặt lên TV cả. Thì lý do mà chúng tôi đến đây hôm nay là để trước nhất là chúng tôi ủng hộ cho dân biểu Hiêu Bạch Võ trong cái lần tái ứng cử vào cái chức vụ dân biểu từ cái district 149 của tiểu bang Texas. Và ngồi trước đây thì chúng tôi năm nào chúng tôi cũng ủng hộ dân biểu Hiêu Bạch Võ, bởi vì anh là người Việt Nam, và nói chung là anh đã được trong cái district 149 này rất là nhiều sắc dân, nhưng mà anh đắc cử liên tục là 6 nhiệm kỳ, và hình như tôi như nghĩ hình như đây là nhiệm kỳ là thứ 7. Thì ngoài cái việc mà ủng hộ Hiêu Bạch Võ thì chúng tôi muốn kêu gọi đồng hương là bây giờ trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ và cho từ quốc hội liên bang cho tới quốc hội tiểu bang, thì nhà quý vị nên cố gắng đi bầu, phải đi bầu. Và nếu mà quý vị ủng hộ cho đảng Dân Chủ thì quý vị hãy đi bầu để đảng Dân Chủ tiếp tục giữ được đa số tại Hạ viện của Liên bang cũng như Thượng viện của Liên bang, và đồng thời có thể chiếm được cái vị trí thống đốc của tiểu bang Texas và chiếm được đa số trong cái nghị trường của tiểu bang Texas. Để làm gì? Bởi vì thứ nhất là chúng ta vừa rồi thấy những cái luật mà của bên Cộng Hòa, đa số họ đưa ra rất là khắt khe. Và đây là cái cơ hội mà quý vị chứng tỏ cái khuynh hướng của mình về những cái vấn đề rất là nóng bỏng hiện nay, như vấn đề súng đạn chẳng hạn, hạn chế súng đạn. Bởi vì hiện giờ cái nạn súng đạn mà mang rất là thoải mái tại Texas này, ngay cả những cái loại súng tấn công như súng M16 mà thời chúng tôi còn đang mặc bộ đồ quân đội trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là che mãi cho tới năm 1969 chúng tôi mới được trang bị M16, mà trước đó là chỉ mang là súng những cái súng mà thời cổ lỗ sĩ thời đệ nhị thế chiến, là như cặp bên M1, M2 hoặc là Garand M1. Thì đến cái trước Tết Mậu Thân á, năm 67 trong cái xe xin lỗi là trước Tết Mậu Thân á, thì chúng tôi mới được trang bị M16. Thì hiện giờ người dân tại Texas này họ được quyền mang súng M16 tự do, và những vụ xả súng hàng loạt ở trường học chỗ này chỗ khác thì chắc là được quý vị biết rồi. Thành ra là chúng ta cần phải đi vào đông để làm gì? Để có thể có những cái luật mà nếu mà đảng Dân Chủ mà chiếm nhiều đa số trong quốc hội thì về cái luật phá thai rất là hà khắc của đảng Cộng Hòa, và cái luật mà sự do mua bán súng, để bởi vì họ ủng hộ cái đám mà buôn bán súng trường đó. Thì chúng ta làm thế nào mà chỉ có lá phiếu của chúng ta mới có thể đem lại được cái quyền lợi và cũng có vấn đề an ninh trật tự cho tiểu bang, cho nhân dân, cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng và nói chung là cho xã hội. Thì lý do mà chúng tôi có mặt hôm nay để ủng hộ dân biểu Hiêu Bạch Võ tái cử một lần nữa,
Và đồng thời chúng ta, tôi cũng kêu gọi quý vị một lần nữa là hãy đi bầu thật đông. Ngày mai là ngày bắt đầu bỏ phiếu sớm rồi, thì đó là cái cơ hội mà chúng ta nên đi bầu. Bởi vì đến khi chờ tới ngày mà cái lát cái cuối cùng á, thì nó rất là khó khăn mà rất là đông người, thì lúc đó quý vị đi bầu rất là khó khăn. Thì đây là chúng tôi trong cái tinh thần mà ủng hộ Đảng Dân Chủ, thì chúng tôi kêu gọi quý vị hãy ủng hộ cho Hiêu Bạch Võ. Và cái cách bầu mà hay nhất là chúng ta vote một lần luôn từ trên xuống dưới cho Đảng Dân Chủ, thì cái đó nó rất là dễ dàng cho chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh Kiệt rất nhiều nha. Vâng, bây giờ anh có thể rời nơi để mình đi làm điểm để ngồi ăn uống vui vẻ nha. Cảm ơn anh Kiệt rất nhiều. Cảm ơn anh, tôi cảm ơn anh mới đúng, bởi vì anh đưa tôi lần đầu tiên tôi được trường mặt lên TV rồi, giống như là celebrity rồi. Thì tôi cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh. Dạ, bye anh. Thưa quý vị, thì bây giờ thì tôi thấy có dân miệt Hương Bộ Phò đang có mặt. Và chúng tôi đang có những cái trở ngại về kỹ thuật, không biết quý vị còn nghe được tiếng nói của tôi không ạ? Bây giờ chúng tôi đang có những cái trở ngại kỹ thuật, nếu quý vị nghe là mong cho tôi biết để tôi tiếp tục nói chuyện cùng quý vị á. Hình như là chúng tôi đang có một cái vấn đề gì đó, không biết quý vị còn nghe được hay không ạ? Ok, cảm ơn. Ok, cảm ơn nha. Xin tôi máy tôi thì nó tự nhiên nó đang đứng lại thưa quý vị, nó không còn nhúc nhích gì hết trơn á. Thành ra tôi đang tìm cách để mà coi thử coi như thế nào thì để nó hoạt động trở lại bình thường được. Vâng, bây giờ thì tôi đã thấy sinh hoạt được trở lại bình thường rồi. Thì thưa quý vị, tôi xin mời dân biệt Hưu Bộ Võ đến đây để nói chuyện cùng quý vị. Thưa quý vị, trước mặt tôi đó là dân biểu Hưu Bộ Võ, là người mà đã đứng coi như là cần sự giúp đỡ của quý vị để mà thực hiện những việc ông muốn làm cho người dân Texas. Xin mời anh Hưu Bộ Võ có vài lời với khán thính giả. Dạ, thưa, cảm ơn anh và xin kính chào tất cả quý đồng hương. Hôm nay là một cái, như quý đồng hương biết, trên toàn nước Mỹ thì tháng 11 là cái tháng bầu cử của rất là nhiều tiểu bang. Và hôm nay Hưu Bộ Võ rất là hân hạnh được có thể mà qua cái diễn đàn này để mà cùng tiếp chuyện với quý đồng hương. Và thưa quý đồng hương, là Hưu Bộ Võ đã
là dân biểu từ năm 2005 tại tiểu bang Texas ở thành phố Houston, và tới nay thì cũng được 18 năm thì bà quả đang tái tranh cử tới cái nhiệm kỳ thứ 10 là hồi năm thứ 19 và năm thứ 20, và thưa quý đồng hương, và mỗi lần cuộc bầu cử nào đó thì cũng rất là khó khăn, và thưa quý đồng hương thì cũng cảm ơn quý đồng hương trong những cái thời gian qua đã ủng hộ Hiếu Bục Võ rất là nhiều. Thành ra Hiếu Bục Võ lúc nào cũng tranh đấu, thứ nhất á, là một người dân biểu cho tiểu bang Texas, nhưng mà lúc nào cũng nghĩ về cái gốc của người Việt của chúng ta, thì lúc nào có những quyền lợi gì mà có thể đem về những cái cộng đồng bạn hoặc là cộng đồng Việt Nam, thì Hiếu Bục Võ đã tranh đấu trong suốt 18 năm vừa qua. Và nếu quý đồng hương không có quen thuộc cái thành phố Houston của tiểu bang Texas, mà quý đồng hương mà có dịp đi xuống Houston, mà đi xuống về vùng phía southwest của thành phố Houston, thì trong đó cái thấy sự phát triển và lớn mạnh của cộng đồng người Việt của chúng ta với những bảng tên đường bằng tiếng Việt, và thưa quý đồng hương, và có những cái ngoạn mục khác trong cái đơn vị 149. Một lần nữa thì mình bỏ rất hân hạnh có dịp để mà tiếp xúc với tất cả quý đồng hương hôm nay. Quý vị đóng góp cho anh Hiếu Bục Võ thì quý vị thấy trong cái description tôi có để cái trang web để quý vị có thể đóng góp, không cần 5, 10, đồng 2, 30 tùy theo cái khả năng của mình. Và chúng tôi cũng có để cái địa chỉ, nếu quý vị ngại rằng sẽ phải gửi qua credit card thì quý vị có thể gửi thẳng cái check về, gọi là tôi có để cái địa chỉ cũng như là tên là Hiếu Bục Võ campaign đó, thì quý vị đóng góp của ít lòng nhà để mà khuyến khích tinh thần làm việc của dân biểu Hiếu Bục Võ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Hiếu Bục Võ rất nhiều. Cảm ơn anh, và rất là hân hạnh bữa nay có dịp được mà tiếp xúc với tất cả quý đồng hương ngoài Houston. Đây là một cái vinh dự, vinh dự cho Hiếu Bục Võ. Cũng có rất nhiều khán giả đã đóng góp rồi đó anh Hiếu Bục Võ, từ những cái tiểu bang khác nha. Hiếu Bục Võ rất cảm ơn cái chân tình của quý đồng hương, nghĩ tới cái tình của người Việt Nam với nhau. Hiếu Bục Võ làm đã được 18 năm một lần nữa. Tuy nhiên Hiếu Bục Võ làm đó, cho cái đơn vị mà Hiếu Bục Võ đang phục vụ và cũng là phục vụ cho cái tập thể người Việt của chúng ta tại thành phố Houston cũng như tại thành phố tại tiểu bang Texas, nói chung là cũng có động lực. Cảm ơn anh Hiếu Bục Võ, với nhiều biết anh rất bận rộn cho nên cảm ơn anh. Cảm ơn anh sau. Thì quý vị vừa rồi nghe cái lời tâm tình của dân biểu Hiếu Bục Võ, thì như tôi đã trình bày đó thưa quý vị, cái sự chiến đấu của cái đảng Dân Chủ ở tiểu bang Texas đó, là hiện nay đó nó đang cần rất là nhiều cái sự yểm trợ để mà làm sao biến đổi nơi cái màu đỏ nó trở thành cái màu xanh đó thưa quý vị. Và điều đó nó đòi hỏi mọi người chúng ta phải hy sinh. Trong cái hy sinh đó thì chúng tôi kêu gọi quý vị những cái sự đóng góp của quý vị không đến tay chúng tôi nha, và sẽ không bao giờ đến tay chúng tôi, mà đến thẳng cái ủy ban vận động tranh cử cho dân biểu Hiếu Bục Võ. Như tôi có nói đó quý vị, đóng ít ít 5-10 đồng, 15-20 như vậy là quá vui, của ít lòng nhiều và tích tiểu thành đại, thì nó sẽ giúp cho cái người mà cũng như khi mà tôi nói chuyện với quý vị thì tôi thích quý vị bấm like, tôi thích quý vị subscribe để nói nâng cái tinh thần của chúng tôi lên. Còn đối với dân biểu Hiếu Bục Võ đó thì thực tế mà nói đó thì ông cần có một cái ngân sách để mà vận động tranh cử. Thì bây giờ tôi cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Sao thấy mọi người đều im lặng, không có một cái câu nói nào hết. Thì bây giờ tôi xin tiếp tục để mà mời một người nào đó để mà phỏng vấn. Chị trong ca đoàn không chị? Dạ, trong ca đoàn ca không chị. Dạ, mời chị ngồi, mời chị ngồi xuống cho phỏng vấn. Có vài điều đặt cho chị vài câu hỏi. Chị mời chị ngồi ạ. Xin lỗi, anh tin gì nữa chứ? Dạ, thưa tôi là người đang đứng ra gây quỹ trên mạng lưới Internet cho Hiếu Bục Võ. Và những người hiện giờ đang có 143 người đang xem. Và sau đây chương trình, sau khi mà mình đang livestream xong rồi đó thì sau đó nó sẽ trở thành, người ta sẽ tiếp tục coi và để đóng góp cho Hiếu Bục Võ. Bây giờ chị
Bây giờ tôi đã giới thiệu tôi là ai. Bây giờ chị có thể giới thiệu chị là ai và lý do nào chị có mặt ngày hôm nay và tại sao chị giúp anh Hưu Bồ Bỏ? Ok. Chúng tôi tên là Hồng Minh. Tôi là phó trong nhóm ban hợp ca Hồn Việt. Lý do mà tôi tới đây, tôi ủng hộ cho anh Hưu Bạch Võ là tại vì ảnh đã ra ứng cử và đã thành công, và nhiệm kỳ của ảnh không biết bao nhiêu lần rồi. Đó, mà ảnh giúp đỡ đồng hương Việt Nam mình ở Houston rất là nhiều. Đó, bởi vậy nên tôi lúc nào cũng ủng hộ ảnh. Không có một cái kỳ nào mà ảnh tranh cử mà gây quỹ mà không có mặt chúng tôi. Rồi, xin quý đồng hương ủng hộ cho anh Hưu Bạch Võ. Dạ, xin cảm ơn. Bây giờ chị ủng hộ cho anh Hưu Bạch Võ bởi vì anh giúp giúp người đồng hương. Còn ngoài ra còn lý do nào khác nữa không chị? Dạ, còn rất nhiều lý do khác. Không những giúp đỡ người đồng hương mà còn giúp đỡ tất cả những công việc thiện nguyện hoặc giúp đỡ cho người dân ở Texas của mình. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, xin lỗi chị tên gì ạ? Dạ, em tên là Hồng Minh. Dạ, cảm ơn chị Hồng Minh. Ban hợp ca tên Hồn gì? Việt. Hồn Việt. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều nha chị. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, bye bye chị. Dạ. Thì vừa rồi quý vị nghe một người trong một cái ca đoàn chút nữa sẽ hát. Hôm nay thì có chương trình gọi là dạ tiệc đó quý vị, tức là có khiêu vũ. Nhưng mà thì tôi thì xin phép là không có khiêu vũ được, tôi nhảy cò cò thì được, chứ còn nhảy đầm thì không biết nhảy. Cho nên phần đó thì không có tôi. Thì tôi đang thấy là quý vị có vẻ không có một cái sự gọi là, quý vị còn thức không ạ? Cho tôi biết à, hay là ngủ hết trơn rồi. Xin chị Hoa Nguyễn với anh Đạt Lê với Tuyến Nguyễn với lại chị Trần Thục Trâm nè, cho tôi biết rằng chị quý vị còn đang thức hay ngủ. để mà tôi, chúng tôi còn tiếp tục chia sẻ chứ sao thấy nó im lặng như thế này. Bây giờ thì thưa quý vị, để chúng tôi đi đi kiếm thêm một người nào đó nữa để mà chia sẻ cùng quý vị nha. Thì tôi cũng chia sẻ trong một cái thời gian ngắn thôi quý vị, chứ chúng ta không có thể, tôi khó mà ngồi đây lâu lắm. Nhưng mà một lần nữa đó thì tôi cũng kêu gọi quý vị cố gắng ủng hộ. Ok, cảm ơn Vanilla Ghi nha. Dạ, cái nick này mình không biết có cái ý nghĩa gì. Nhưng mà anyway, thì bây giờ trở lại với cái điều mà tôi đang làm ngày hôm nay đó thưa quý vị, đó là cố gắng thứ nhất đó là báo động cho mọi người biết rằng là cái midterm 2022 nó cực kỳ quan trọng, có thể nói là quan trọng trong nhất trong những cái lịch sử cận đại của Hoa Kỳ mà cái nền dân chủ lần đầu tiên bị đe dọa. Nước Mỹ đã trải qua rất là nhiều những cái biến cố, từ cái vụ mà đói 1929 cho đến cái đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, rồi chiến tranh Việt Nam, rồi biểu tình, rồi ám sát, vân vân. Nhưng mà chưa bao giờ mà nước Mỹ mà trải qua một cái vấn nạn và nó là quá lớn quý vị, mà mình không thể ngờ được. Nói đó, ngày hôm nay nó thật quý vị, tôi không thể ngờ được rằng á là mình mở mắt dậy mà mình phải nghĩ đến trời ơi, dân chủ, tại sao mình không thích ông Trump, mình đâu có muốn ghét ai đâu quý vị, mà tại sao mà mình phải lo nghĩ hoài về vấn đề này, nhiều khi nhức đầu á quý vị, rồi á buồn bà đầu, rồi buồn bã. Cho nên á mình không muốn, nhưng mà cái thực tế ngày hôm nay nó là như vậy đó thưa quý vị, không thể tránh được. Cho nên á nhiều khi á mình đâu có muốn sự việc này xảy ra, đúng không? Trước đây đó mình cũng thích Obama, rồi mình thích Bush, rồi hay là mình không thích cái này cái nọ, mình đâu có đến nỗi mà mình tức giận, mình phải mất ăn mất ngủ như là cái mùa bầu cử midterm 2022 đây. 2020 thì chúng ta cũng đã mất ăn mất ngủ rồi, đúng không quý vị? Mà đến 2022 chúng ta nghĩ rằng, tưởng rằng nó đã qua rồi, đúng không? Sau khi mà những cái sự việc mà ông Trump muốn làm nó quá lộ liễu, là ông muốn cướp đi cái nền dân chủ của đất nước Mỹ, có một cách
trắng trợn, một cách thô bỉ, mình nghĩ như vậy. Mà mình cũng ngờ là những người mà như là William Barr hay là Roger Stone hay là Michael Flynn, những người mà mình trước đây mình nghĩ chắc những người này họ tham gia chính trị, chắc họ có liêm sĩ, họ chân chính lắm, nhưng mà nó không xảy ra. Cho nên tưởng là 2020 sau khi mà cuộc bạo loạn nó xảy ra thì mọi sự đều chấm dứt, chúng ta trở lại một cuộc sống bình thường. Bây giờ chúng ta vẫn quan tâm về vấn đề chính trị, nhưng mà không quan tâm đến nỗi mà chúng ta phải thù ghét nhau, phải chửi nhau. Chứ bao giờ quý vị, chứ bao giờ mà tôi ngồi với anh chị em mà có thể tránh đi nói về cái vấn đề chính trị đó. Bởi vì nói ra thì là sẽ có xung đột, nói ra là sẽ có sự buồn phiền. Cho nên quý vị theo sống 2020 2021, bây giờ tới 2022 thì cái nỗi lo lắng bị nó còn sợ, đáng sợ hơn nữa. Nếu quý vị chưa nghe cái video mà tôi đã nói chiều hôm nay đó, quý vị phải nghe và phải suy ngẫm lại. Cho nên đó, càng ngày đó thì cái vấn đề đấu tranh của chúng ta nó càng phải nhiều hơn. Và phe mà họ có cái suy nghĩ trái ngược với mình đó, cái vấn đề như thế này vì họ nghĩ rằng họ đúng, họ không có nghĩ rằng họ sai đâu. Họ nghĩ chúng ta mới là sai đó, chúng ta mới là những kẻ cực đoan, chúng ta là những kẻ cướp đi cái nền dân chủ, chúng ta chống ông Trump bởi vì là ông là người tài giỏi, là ông là người trên trời, trời đất trời gửi xuống. Những cái điều đó làm cho bây giờ quý vị thấy nó càng buồn hơn nữa, khi mà bây giờ nhiều người Mỹ chỉ quan tâm đến vấn đề gì, miếng cơm manh áo, không quan tâm đến vấn đề gọi là cái nước Mỹ nó đang bị lâm nguy về vấn đề dân chủ, lạm phát. Mà phải chỉ lạm phát do Biden gây ra đó, thì mình cũng đáng trách, đúng không quý vị? Mà bây giờ đó, quý vị nhìn về cái thống kê lạm phát trên toàn thế giới đó, là nước Mỹ nằm ở giữa đó, chứ không phải nằm ở trên top. Nước Mỹ đó quý vị, lạm phát cao mời mời luôn, nhưng mà đã là cái tình trạng chung cho thế giới. Như giá xăng của bạn, giá xăng đâu phải là do tổng thống quyết định quý vị, mà do là cái bọn đầu cơ tích trữ, cái bọn mà muốn làm lợi và cho cái bọn như là của Saudi Arabia đó, nó kiểm soát những cái giá đó cho những người buôn bán. Nó hoàn toàn, nó thật quý vị, phải tôi bên ông Biden ở đây một cách mù quáng hay là pro Biden, mà chúng ta phải nói cái trung thực nó là như vậy. Chúng ta quý vị thấy nước Mỹ lạm phát trong khi những nước kia nó không có lạm phát đi xuống, thì tôi đâu có thể biện minh được đâu. Thành ra nói thì rất nhiều, nhưng mà cái quan trọng ngày hôm nay là gì? Là quý vị, chứ không phải tôi, là người có thể thay đổi được cái hiện tình của đất nước Mỹ. Tôi không có khả năng, tôi chỉ nói những gì tôi đọc, tôi nghe, và nó là những cái sự thật. Những cái lời bình luận mà tôi chia sẻ với quý vị đó không phải là do tôi đưa ra, mà do những người có cái trình độ, có cái gọi là cái quan trọng nhất là quý vị, là những người độc lập. Họ không có binh vực đảng dân chủ, hay họ không có binh vực đảng cộng hòa. Những tài liệu của tôi đưa ra quý vị đó, đó là những người mà tôi cho rằng đó có cái khả năng để mà nói, và tôi diễn đạt lại cho quý vị để mọi người chúng ta hiểu. Thành ra ở đây á, là nhìn vào những cái sự kiện này đó, thì nghe qua những gì mà quý vị thấy, thì tôi thấy đó, thì nó rất đáng buồn, đúng không? Nó rất là buồn, buồn đến nỗi khó chịu luôn, gây gổ với bạn bè, gây gổ với người chung quanh. Thành ra nó làm cái bế tắc. Nhiều khi quý vị biết không, nhiều khi tôi ước gì mà tôi không phải lo về chính trị, tôi không biết gì cả, tôi chỉ lo đi làm, kiếm tiền, đi du lịch, đi chơi, thăm viếng bạn bè. Nhiều khi tôi ước như vậy đó quý vị, nhưng mà nó không được. Tôi làm công việc này đó quý vị, là tôi phải bỏ cả công ăn việc làm. Nhiều khi không có để ý gì tới chung quanh, chỉ có tập trung vào đây. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì nó rất là cái nỗi lo, chứ nó không phải là một cái sự vui mừng hay là, nếu mà vui mừng thì là mình rất là yên tâm, đúng không? Mình đi chơi rồi được. Còn cái này á, ngày này tôi phải đọc tin tức,
để tôi tìm hiểu, để tôi phải chia sẻ với quý vị. Rồi tôi phải suy nghĩ cái đề tài, nói sao cái đề tài mà nó nghe có lý, chứ không có phải lên đây để mà nói tầm bậy tầm bạ như là những người mà ủng hộ trăm người đó, mà nói tầm bậy tầm bạ nhưng mà người ta vẫn tin. Trong khi đó thì những người mà đang cố gắng gào thét như là người Việt Channel thì nó không được cái sự ủng hộ đông đảo, và như vậy nó không phải là thiệt hại của bản thân chúng tôi, mà nó thiệt hại cho cái gọi là trình độ văn hóa chính trị của người Việt chúng ta. Bây giờ có mặt anh Hoàng Bách rồi thưa quý vị. Anh Hoàng Bách, bây giờ anh nãy giờ nói nhiều quá anh Hoàng Bách, giờ anh nói thế mình đi anh Hoàng Bách, giờ anh lên anh nói chừng khoảng 10 phút cho mình kiếm gì ăn. Bây giờ nói gì đây? Bây giờ anh đang khán giả đang ở trước mặt đó, bây giờ nói gì? Tôi mời anh nói đi, tôi mời người tới đây tôi phạm văn luôn. Ok anh ok anh mời. Ok vậy thì bây giờ có mặt anh Bách đây thì anh Hoàng Bách đó, cũng sẽ đi mời người để mà phỏng vấn. Bác sĩ Kim nè, anh Bách phỏng vấn bác sĩ Kim. Bác sĩ Kim ngồi xuống. Kim bác sĩ Kim ngồi xuống phỏng vấn người Việt cho nó, có gì cũng được. Anh Bách ok vậy ở bác sĩ Kim. Thưa quý vị, trước mặt tôi là bác sĩ Nghiêm, thì quý vị biết rồi, bác sĩ Nghiêm đó là một người đã từng sinh hoạt ở với lại Hoàng Bách Channel rất là nhiều. Bây giờ xin hỏi bác sĩ Nghiêm là lý do gì bác sĩ Nghiêm có mặt ở nơi đây, và bác sĩ Nghiêm có một cái mục đích gì khi mà đến đây cho khán thính giả biết đi bác sĩ Nghiêm. Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của anh Vinh, anh Quốc. Hôm nay là ngày đặc biệt của anh Hữu Bột Võ. Tôi biết anh Hữu Bột Võ từ lúc anh ra tranh cử nhiệm kỳ đầu tiên. Thời điểm đó rất là nóng anh Quốc. Nóng lắm, nghĩa là tất cả người Việt Nam của chúng ta tại khu vực của anh Hữu Bột Võ đều ủng hộ anh Hữu Bột Võ hết mình. Thời điểm đó rằng là phải nói rằng là chúng tôi theo dõi khủng khiếp trong cái ngày mà đếm phiếu, cái tối đếm phiếu ngày hôm đó chúng tôi theo dõi rất là kỹ. Tất cả mọi người Việt Nam đều rất là nóng lòng, nghĩa là muốn anh Hữu Bột Võ được đắc cử cái nhiệm kỳ đầu tiên khi anh ra. Thì đến bây giờ là rất nhiều nhiệm kỳ là phải đây. Chín nhiệm kỳ rồi. Đây là nhiệm kỳ thứ 10. Thì tôi với anh Hữu Bột Võ là có may mắn được làm việc chung với nhau. Anh là người là một trong những sáng lập viên của Nhà Việt, và một người rất là nhiệt tâm, nhiệt huyết với tất cả những cái gì mà công tác dành cho những người Việt Nam tại khu vực của anh nói riêng, và tất cho tất cả những người Việt Nam sống tại thành phố Houston nói chung. Thành thử tôi rất mến anh Hữu Bột Võ, một người phải nói rằng là biết cách làm việc, biết cách sử dụng cái gì mình có để mà giúp cho mọi người. Thành thử tôi không ngần ngại đến đây nhân cái ngày mà làm fundraiser cho anh Hữu Bột Võ, và tôi mong rằng là cái nhiệt huyết mà cách đây gần 20 năm trước nó trở lại như ngày hôm nay, là tất cả những người trong khu vực mà của anh Hữu Bột Võ đều đồng lòng với nhau mà ủng hộ anh để cho anh tiếp tục làm việc cho những người Việt Nam của chúng ta, những người Việt Nam đã sống ở đây đã quá gần 40 năm và sắp bước sang 50 năm, và đã hiểu rõ được rằng là anh đã làm được cho những gì mà anh làm được. Thì quý vị cũng sẽ thấy trên cái website của anh, nhưng riêng cá nhân của tôi là về, thứ nhất là về tình bạn, thứ nhì là một người là cũng đã sáng lập với tôi trong Nhà Việt, và thứ ba nữa là một cái người lúc nào cũng nhiệt tâm, nhiệt huyết dành cho người Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn anh Quốc đã cho tôi cơ hội để nói chuyện với tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của anh Quốc. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Nghiêm Phạm. Bác sĩ Nghiêm Phạm cũng là cái người mà ở thành phố đi tên khá lâu và sinh hoạt với dân biểu Hữu Bột Võ. Bây giờ có một người bạn của chúng tôi là anh Phạm Hòa. Anh Hòa đó là trước đây là hội trưởng hội bảo vệ quốc gia Đà Lạt tại thành phố Houston, và anh là sinh hoạt rất là tích cực. Ngày hôm nay anh cũng đang có mặt ở đây. Bây giờ những cái câu hỏi mà muốn hỏi anh Hòa đó là dân biểu Hữu Bột Võ, tại sao anh ủng hộ dân biểu Hữu Bột Võ?
anh có thể cho biết những cái ưu điểm và khuyết điểm nào mà anh ủng hộ cho biểu hiện của anh? Đối với tôi không có đảng, chỉ có người đồng hương. Và dân biểu hiện của võ đó, ông là người đồng hương của tôi nữa, ông với mặt biểu mà tôi xuất ra. Đó là một. Thứ hai là những trong 18 năm qua đó, ông khi mà ông ra chính trường tới bây giờ, tức là 2004 đó, tới bây giờ ông làm những cái điều an sinh phúc lợi cho cái cộng đồng của chúng ta, nói chung và riêng cho cái sinh thị 149 ở riêng. Chẳng những thế mà cả nước Mỹ này cũng như là các nơi đều biết tôi đồng những cái điều bọn làm cái dự liên tiếp rồi vấn đề cờ vàng ba trăm đỏ. Ổng có hai cái nghị định mà ổng là tác giả hoặc là đồng tác giả để làm cái đó. Những cái điều của tôi bỏ làm nó rất là thực tế, ông ta rất khiêm nhường nhưng mà rất là chân thật. Tôi còn nhớ khoảng năm 26 tháng 10 năm 2016 thì gặp người phải lúc đi bộ võ đó mới vào chính trường khoảng 10 năm. Cái tờ Houston Chronicle đó là cái tờ báo đây ai chúng ta cũng biết hết, đã nói về ông Nguyễn Bộ Võ là một người chính trị gia chân thành, khi mà cần đáng tin tưởng. Đó là tôi lượt dịch lượt hiểu sơ qua những cái điều họ nói. Như bà Võ đã chứng tỏ cái điều đó. Houston Chronicle có con mắt nhận xét rất đúng về cái người dân biểu đồng hương của chúng ta. Ông là, đối với tôi, ông là cái gạch nối giữa hai thế hệ. Và thế hệ đi trước là thế hệ của mình, những chiến sĩ lão thành già rồi, và cái thế hệ thứ hai. Ông là cái ngọn đuốc, là cái gương để cho anh em ở thế hệ thứ hai coi đó mà vào dòng chính Hoa Kỳ. Còn đối với những người như tôi á, làm cái niềm hạnh diện, bây giờ chúng tôi không làm được. Những người khác làm được đó, mà trẻ đó, thì mà đúng hộ, chuyện đó đương nhiên. Nhất là trong cái lúc tranh cử như thế này, có những cái điều người ta đưa ra đó, mặt mời, tính lệnh con đen, không biết hư hay thật chỗ nào. Nhưng mà đối với tôi, những cái gì thực tế, mình thấy rõ ràng, cặp được, sờ được, mà biết cái người đó, thì tôi đúng hộ. Thôi ngắn gọn như vậy. Và tôi chúc cho ngài, nhưng như anh cũng nhớ như thế này, không có con ngựa nào mà đơn đưa mật mã mà mới thành công được hết. Không phải có những sự ủng hộ của cộng đồng, và nhất là cái kho đó là những người nào biết không nói cho những người khác biết, làm sao cho mọi người quảng bá cho mọi người biết, để chúng ta cùng đồng tình và ủng hộ mỗi người một tay. Người tay chỗ dỗ nên bỏ mà phải không? Ông bà ta vẫn nói như vậy, câu đó đúng muôn đời. Thì tôi hy vọng là ngày hôm nay ông tổ chức được giúp đỡ của mình về vấn đề tinh thần, đồng thời vấn đề tài lực và nhân lực để cho ông tiến hành cái nhiệm kỳ thứ 10. Một người mà ra dấn thân ngoài chính trường 10 nhiệm kỳ đó cũng phải có một sự như là tận tâm tận tụy và rất là kiên trì. Ông là một người chúng ta tin tưởng, tôi nghĩ là chúng ta sẽ bị ông bỏ cho ông. Tôi cảm ơn anh đã hỏi. Cảm ơn anh Thanh Hòa. Rất là xin quản tích gần cả thành phố Yên Tĩnh, rất là tâm hậu nhân lực tâm hậu nhân ở đây. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Bây giờ thì có cái câu hỏi với anh Kim để anh em mình cùng chia sẻ. Anh Hiếu với Bảo đó đã thành công trên chính trường, rồi cũng thành công trên chương trường, nhưng mà lúc nào cũng được đồng hương tiếp với đồng hương rất là dễ thương. Anh không có gây chịu, không có nghĩa là phách lối, nghĩa là rất là gần gũi bà con của mình. Thì anh Hòa với anh Nghiêm có thể cho quý khán giả được biết cái nét đặc thù này rất là hiếm người mà thực hiện cái điều này. Tôi xin được phép tôi nói luôn. Dạ. Có hai việc. Khi mà mình đến với bạn hội nghị đó, negotiable, khi mà đến với một người đó, chính cái lòng của mình phải lập thành. Mình muốn nói cái chuyện đó là mình nói thật, và mình rất là thật.
người đồng hương chúng ta cũng như là con người đó, họ rất là tinh tế. Cái sự chân thật là cái người ưu tiên đầu tiên để mà thành công. Và cả thứ hai nữa là cái sự khiêm nhường là cái nhiều ít có người có lắm. Nhưng mà chính như vừa bỏ mình tìm cái hai cái động lực, chân thật và khiêm nhường. Không nói nhưng mà làm. Chúng ta cần những người như vậy. Đấy, đi mua lắm anh. Dạ, dạ, em. Dạ, bây giờ thấy bà anh Nghiêm. Cảm ơn anh Hoa rất là nhiều. Dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn biết anh. Vâng, cảm ơn anh Hoa Hoàng Bách đã đề cập đến anh Hubert Võ. Thì tôi xin có một có những cái kỷ niệm mà tôi đã có dịp được làm việc chung với anh Hubert Võ khi mà cách đây trên 10 năm trước, khi mà chúng tôi có cái ý tưởng lập nên cái Vietnamese Civic Center, là gọi là nhà Việt, tại khu Bel Air, Houston, Texas. Thì chúng tôi đều họp với nhau, trung bình là một tuần họp với nhau một lần, một tháng chúng tôi họp từ 3 lần tới 4 lần. Những cuộc họp như vậy đều có mặt của anh Hubert Võ. Và chúng tôi đều làm việc sau giờ, tức như là tôi đóng cửa văn phòng 6 giờ là lên trên đấy 7 giờ. 7-8 anh em ngồi họp với nhau đến 9 giờ. Và mỗi lần như vậy là chúng tôi đều có những cái sự tiến bộ trong công việc mình làm việc. Cuối cùng rồi đó thì chúng tôi mới đi đến là chúng là mọi người trong ban chấp hành của nhà Việt đồng ý là mọi người đều bỏ, tự mình bỏ tiền ra để xây lên, để tạo dựng lên một cái trung tâm nhà Việt. Và không, chúng tôi không có đi gọi là fundraiser, không xin phân của chính phủ, không làm những cái việc giống như là đi xin những người đồng bào của chúng ta ủng hộ, mà do tự chúng tôi đưa ý kiến ra để mình thực hiện được ngay cái công việc mình làm đó. Thì trong tất cả những buổi họp như vậy, anh Hubert, tính tình của anh rất là điềm đạm, anh đưa ra những cái ý kiến rất là chính xác, và mỗi lần họp như vậy là chúng tôi có một cái tiến bộ rất là nhiều. Đến cuối cùng rồi, khi mà chúng tôi mở cửa hoạt động rồi, chúng tôi cũng không làm một cái gọi là grand ceremony gì hết, chỉ việc mở cửa và làm thôi. Thì anh Hubert vẫn tiếp tục ủng hộ, và hiện tại tới bây giờ những cái buổi họp đều có anh hết. Tôi xin đến anh ở cái việc rằng là rất là người kiên cường. Anh đã nhìn thấy rằng là anh làm được gì, việc gì cho cộng đồng của người Việt Nam tại thành phố Houston mà anh đang sinh sống, thì anh bỏ sức anh làm ngay. Anh không có giao cho một người phụ tá để mà đến họp với chúng tôi, mà chính anh là người họp với chúng tôi. Chúng tôi chỉ có uống nước thôi, cũng không có mua bánh mì mà ăn, cũng không có dinner, không có gì hết. Và những buổi họp như vậy á, là đến cả gần 2 năm trời, chúng tôi vẫn yêu cầu những cái người bác sĩ y khoa, những người bác sĩ nhãn khoa, những người nhà sĩ, tất cả những người về chuyên môn về trong ngành y tế để mà đến và họp và ủng hộ chúng tôi. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, để cũng chỉ còn có lại 8 anh em của chúng tôi là quyết định và kiên trì, nên đến ngày hôm nay nhà Việt vẫn còn, nghĩa là vẫn còn sinh hoạt hoạt động, và anh Hubert vẫn là người một trong những người nòng cốt nhất trong nhà Việt Thành Tử. Tôi không biết nói gì là để cảm ơn sự, nghĩa là nhiệt tình của anh, sự ủng hộ của anh với tất cả tấm lòng của anh. Nên tôi mong rằng là ngày hôm nay buổi gặp gỡ của anh đối với cả tất cả những người sống trong tại thành phố Houston sẽ mang lại cái nguồn nhiệt huyết như cách đây 20 năm trước. Lúc đó là rất là sôi động, rất là sôi động khủng khiếp lắm. Cảm ơn anh Hoàng Bạch. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Nghiêm. Quý khán giả của Người Việt Channel cũng biết bác sĩ Nghiêm là một người rất là hoạt động, và trước đây cũng có trong cái chương trình của Người Việt Hoàng Bách Channel, rồi qua Người Việt Channel, bác sĩ cũng có một cái tinh thần rất là cao. Chúng tôi hy vọng là trong tương lai quý khán giả cũng sẽ gặp lại bác sĩ Nghiêm. Nhưng mà nhân cái cơ hội này, chúng tôi cũng kêu gọi quý vị đang theo dõi chương trình ở khắp nơi, quý vị có thể donation bằng cách là ủng hộ có cái website, không có nhất thiết là phải ủng hộ nhiều, 20, 30 bao nhiêu cũng được để ủng hộ, để tỏ cái tình, 5 đồng, 10 đồng gì bao nhiêu cũng được, để tỏ cái tình mình đóng góp. Đây là cái ít có khi mà một cái vị dân biểu mà trong 18 năm rồi, thưa quý vị, đây là nhiệm kỳ thứ 10, tức là sẽ bước vào năm thứ 20,
một người mà coi là như một con gà của cộng đồng của chúng ta, một người đã thành công trên thương trường rồi là trên chính trường đó, nhưng mà không bao giờ tách rời cộng đồng của chúng ta. Quý vị mà cần lại ở Hiếu Tinh mà cần gọi là dân biểu Hiếu Bơi Võ là có mặt ngay, cũng cần hỗ trợ rất là tích cực. Bây giờ thì chúng tôi xin trở lại với giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc để anh tiếp tục với quý khán giả của chúng ta. Xin cảm ơn bác sĩ Nghiêm. Cảm ơn anh Hồng Bách. Thì tôi cũng ngồi đây với khán thính giả cho một thời gian ngắn thôi. Khi mà chương trình bắt đầu thì tôi chỉ để cho mọi người nghe thôi, chứ chúng tôi không nói chuyện được bởi vì nó rất là ồn ào. Thì một lần nữa cảm ơn anh Hoàng Bách, anh đi lại ngồi lại đi ăn đi. Tôi đi tìm một hai người tới. Nếu mà được nha, nhưng mà còn 10 phút rồi bắt đầu rồi đó. Okay, kiếm người nào thiệt lẹ nha. Quý vị biết anh Hoàng Bách là chuyên viên phỏng vấn, là chuyên viên phỏng vấn. Cho nên á, hôm nay thì rất vui đó quý vị gặp lại bác sĩ Nghiêm. Bác sĩ Nghiêm đó là cùng học với tôi một trường đó quý vị. Trước đây á là chúng tôi coi như là cùng học từ một lò ra, nhưng mà sau đó thì tôi học toán và tôi đi dạy, còn bác sĩ Nghiêm thì đi học cái nghề làm bác sĩ về mắt. Thì bác sĩ Nghiêm là một người đóng góp rất là nhiều trong cái cộng đồng của người Việt ngày hôm nay. Không phải chúng tôi ngồi đây khen nhau đâu nha quý vị, mà chúng tôi ngồi đây để mà nói tâm sự cùng các anh chị em, bởi vì cái mùa bầu cử nó sắp đến rồi. Như nãy tôi có nói đó, từ cái mối lo này tới mấy cái mối lo khác, chúng ta thật sự mà quý vị ngồi đây với chúng tôi là chúng ta đã có cái nỗi lo đó từ năm 2016, đúng không quý vị? Khi mà bất ngờ bà Hillary Clinton đó mà bà thất cử đó, thì trời ơi, cả một cái bầu trời nó sụp đổ. Tôi không biết mình đang tỉnh hay mơ, bởi vì lúc đó là chúng ta đã nhận ra ông Trump là một người rất là xấu xa, coi như là những cái hành động mà gọi là mình nói là cái gì, đạo đức giả hay là con man đó, lừa dối người ta đó, thì mình thấy không xong rồi sống như vậy, chịu đựng 4 năm trời như vậy, tưởng chừng như là khi mà nghe tin ông Biden thắng là tưởng chừng như xong rồi, đúng không? Chúng ta lấy lại cái đất nước Mỹ, chúng ta lấy được cái sự công bằng, rồi thì rồi cái ngày bạo loạn nó nổi lên, 4 năm trời chúng ta chịu đựng quý vị, chứ không phải ít đâu. Trong 4 năm đó chúng ta phải nghe, phải chứng kiến những cái hình ảnh nào là những người trẻ em bị bắt rồi bị nhốt, rồi ta chứng kiến là hình ảnh ổng cầm cái Bible. Trong khi đó thì đàn áp những cái người mà biểu tình này nọ, tức là những sự giả dối rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, khi mà chương trình bắt đầu thì chúng tôi sẽ chuyển cái màn ảnh lên trên sân khấu để quý vị nghe cái chương trình sinh hoạt nha. Thì không có được mà chia sẻ để nói chuyện tiếp với quý vị nữa. Nhưng mà quý vị nào mà chưa coi cái chương trình vừa rồi của tôi với chị Ái Vân hồi lúc 2 giờ trưa nay giờ Houston đó, thì mời quý vị cố gắng coi nha, để mà thấy rằng đó là cái mùa bầu cử 2022 này nó vô cùng quan trọng đó thưa quý vị. Mà cho nên coi để thấy là tại sao nó quan trọng, coi để thấy mà nếu chúng ta không có cái hành động thực tiễn á, trong cái gì nghe và nói thôi á, nó không có đạt được cái kết quả gì mà chúng ta phải tham gia. Và bây giờ chương trình bây giờ và trong lúc chờ đợi sau đây chúng tôi xin được hân hạnh đọc cái danh sách quan sát tham dự và các hội đoàn có mặt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bên cạnh tôi là MC Thanh Kim, xin quý vị một tràng cho phát tay cho cô MC Thanh Kim. Và bây giờ tôi xin dừng lại cái microphone cho cái chương trình bắt đầu nha quý vị. Thì khách đang tham dự trong buổi ngày hôm nay, thưa quý vị, hội thủ quân tổ chiến, hội vị đồng quân, hội cảnh sát quốc gia, hội bình thuận, võ quân võ y nam nhà Việt, trung tâm nhà Việt, hội quán ngãi, câu lạc bộ Lahavarin, Hoàng Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, làng Thái Sơn.
Tiếp theo là ban hợp ca Hồng Kiệt, đài Việt TV và radio, chợ Mỹ Hoa, ông bà bác sĩ Trần Văn Tính, Captain Commander Đức Thiên, Constable Đinh Quang Dũng, quỳ sinh Hoàng, ông đoàn tả đại diện sứ quỳ sinh Hoàng, Constable Đạo Nguyễn quỳ sinh Trường và người Việt Channel. Kính thưa quý vị, đó là cái danh sách đầu tiên và kế đến. Chúng tôi xin đọc danh sách tên các tham dự cũng như danh sách ủng hộ mua bàn trong buổi tiệc ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi chân thành cảm ơn ban hợp ca Hồ Triệt, ca sĩ Hoàng Tường, ca sĩ Tô Văn, ca sĩ Lệ Hằng, ca sĩ Trọng Hải, ca sĩ Trần Thanh Tùng, ban tham ca Bùi Thế Hùng, Đặng Vương. Quý vị nghe lại được chưa ạ? Alo, alo. Nghe ok lại rồi hả anh chị em? Vanilla G nghe lại được chưa? À, chưa nghe được hả Jennifer? Testing. Nghe lại được chưa hả? Ok, nha, cảm ơn, tốt. Ok, thì bây giờ trong khi chờ đợi chương trình bắt đầu thì quý vị
Quý vị, hiện giờ đó thì tôi đang thấy có mặt chừng khoảng trên, nếu mà tôi đếm không sai nha, thì khoảng chừng khoảng 150 người đang hiện diện. Và quý vị, bây giờ thì bắt đầu chương trình văn nghệ nha quý vị. Đây là đoàn hợp ca Hồn Việt. Thì tôi sẽ ngồi đây với quý vị cho đến khi mà cái chương trình dạ tiệc nó bắt đầu, thì tôi sẽ coi như là chúng ta bế mạc. Bởi vì nguyên một ngày làm việc nó cũng khá mệt mỏi rồi. Bây giờ nghe không rõ hả? Jennifer Nguyễn cũng nghe chưa rõ đúng không? Cảm ơn Thanh Trần nha, chào Miên Huỳnh, Jennifer nè, Trần Thu Hương, Nguyễn Minh, Lê Ngọc, hay là Ngọc Lê. Thì bây giờ chúng ta đang chờ ban nhạc đang chuẩn bị. Quý vị chắc quý vị đã thấy cái hình ảnh của ban nhạc rồi đúng không? Đó. Vâng, cảm ơn. Bây giờ quý vị chờ nha, thì ban nhạc sắp sửa coi như là để bắt đầu chương trình mới ngày hôm nay. Xin chào mừng các ban tổ chức, chúng tôi xin kính mời một lần nữa quý vị chúng ta đứng lên để là nghi lễ khai mạc. Sau đây là lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu. Can you see by the turning light what so proudly we hailed at the twilight and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming. And Thank
là một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn của những đấng tiền nhân, những vị anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân dân cán chính và đồng minh Hoa Kỳ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do. Và một phút mặc niệm để tưởng nhớ những đồng bào người tộc Tân Nguyên của chúng ta đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trên con đường đi tìm tự do. Phút mặc niệm bắt đầu. Cho chương trình được giới thiệu với các quý vị khán giả hôm nay, chúng tôi được xin hạnh giới thiệu với quý vị một cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa xuất thân từ khóa 18 trường võ bị quốc gia Việt Nam. Xin mừng quý vị một tràng vỗ tay thật nồng nấm để đón chào ông Phạm Văn Hòa. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn ban tổ chức. Tôi có cả ưu ý muốn tôi có vài lại trong buổi tiệc cây quỷ ngày hôm nay của ông dân biểu Đưa Vua Vọ. Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, tưởng thưởng quý chiến hữu trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý quân an truyền thông, quý hội đoàn ái hữu, quý đồng hương, thân hào nhân sĩ và dân biểu Đưa Vua Vọ. Thưa quý vị, tôi Phạm Văn Hòa, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người chiến đấu với dân biểu, rất hân hạnh được nói chuyện với những quân biểu quý ta. Và là lý do tại sao chúng ta nên thấy những dân biểu Đưa Vua Vọ đơn vị võ tập quân lực chiến. Thưa quý vị, cũng tại diễn đàn tương tự vào năm 2016, tôi được một phát biểu trong buổi tiệc cây quỷ vận mệnh tác nhiệm dân biểu Đưa Vua Vọ vào những dịp thứ bảy. Và hôm nay sáng sớm này chúng ta cùng đồng mặt vận mệnh tác nhiệm ông vào những dịp thứ mười dân biểu tiểu bang Texas, đơn vị 149 trong kỳ đầu phiếu vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Nhiều lắm phong tượng hôm nay thiếu vắng một số quý vị mà tôi đã tiếp gặp trước đây,
hay giàu có và những khuôn mặt trẻ đang sinh hoạt trong dòng kinh tại Hoa Kỳ. Thầy cha ông mang tuổi đời ngày càng cao. Bao nhiêu năm nó chảy qua cầu phải không quý vị? Nhưng có một người vẫn miệt mài như là chàng kỳ mã, tiếp tục cuộc hành trình an sinh phúc lợi cho người điều trị thành thật sợ. Người đó chính là dòng biểu Liêu Bộ Bộ. Xin quý vị cho rằng. Thưa quý vị, ông ta là ông thứ hai này trong cộng đồng chúng ta, là ông soi sáng cho thế hệ hậu duệ và là nền hãnh diện của thế hệ cha. Thưa quý vị, cách đây khoảng một thập niên, tức là vào ngày 26 tháng 10 năm 2012, tại Houston, và tờ báo Anh ngữ có uy tín tại chính trường, lúc đó ông vừa tròn được 10 năm trong vị trí trong vị trường. Tôi xin phép tạm dừng như sau. Kể từ khi tốt cử vào tiểu bang Texas năm 2004, Hiếu Bố Võ giữ lời vận động với tôi đang hợp pháp, lập pháp để có đủ ngân sách cho cái nghị chiếc, tức là Children Health Insurance Plan. Tiểu trạng giáo dục và sự nghị những điều thiết yếu tại miền xưa. Trong những đề quan yếu, đáng được là một người bình dựng quyền lợi trần dân. Theo vô bỏ, về trường khả năng tại Texas, ông ta đáng được thủ tiêu tin tưởng vì cách nhận được chân thật của chính trị giá hơn 18 năm trong chính trường. Dân biểu vô bỏ đã chứng minh thần bền rằng trở nên sân phai được đã có những lượng thật đúng đắn về người dân biểu gốc Việt thân vốn của chúng ta. Sau đây tôi xin bằng đơn cử và bằng chứng cụ thể. Trong nghị trường hạ viện, đồng viện đã tin tưởng ông vào các ủy ban, phó chủ tịch ủy ban kinh tế và các viện nhằm kiểm duyệt. Thành viên ủy ban hành chính hạ viện, ủy ban bảo hiểm, ủy ban an ninh tân kỳ, trong vấn đề lập pháp, trong lập pháp dự án đồng ý chuyển phải bổ nhiệm thấy đây là cái trường hợp tôi rất nhiều khác còn người đang thực hiện tới an sinh xã hội học viện kinh tế chính trị liên hệ với những sát nhân trong khu vực của ông rồi ông đổ chúng ta và luôn Việt Nam nhiều sát nhân khác và dĩ nhiên là có người dân quan điểm sinh trưởng tại đây. Theo thống kê một số mà tôi nhận được đây ghi nhận được thì khu vực 149 có khoảng 172.000 người dân sinh sống. Ông là tác giả và bằng tác giả nghị định mà chúng ta ai ở đây cũng biết, đó là nghị định HAC 258 vào năm 2009 và sau đó bổ quyết bằng nghị định HAC 140/2015 khuyến khích các cơ quan toàn quyền và các cơ sở giáo dục quan điểm không theo trào cộng sản cộng hòa xã hội Việt Nam, tất cả cộng sản Việt Nam, thay vào đó là mà họ gọi là các tự do và di sản truyền thống, tức là cầu Việt Nam cộng hòa, mà chúng ta là những người Việt Nam mà tôi mang trường đại học.
trong cộng đồng chiến tranh. Ngoài những buổi tiến cử, ông còn hoạt động trong cộng đồng liên quan đến dân sinh, chính trị, tôn giáo, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Và ông hiện là một viên hội đồng quản trị cho lúc Superintendent Youth, Young Man Club of America, Vietnamese Chamber of Commerce và nhiều cộng đồng khác, hợp đồng hội đồng khác. Thưa quý vị, tiếp theo đây là điểm là một số phần khóa của quý vị vô võ mà nghệ viên ở tổ xã chúng ta là tiết tâm. Không ai có thể chỉ nhận một thôi được. Tưởng đoàn chiến sĩ như vậy. Tổng xuất với đào tạo ở sông đỏ trong thương xá Universal, tỉnh Bel Air, do ông xây cách. Nơi đây, tổ nguyện an ninh chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa và Đồng Minh đồng bào thử mệnh đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam, đã hy sinh cho được đi quyền tự do. Để làm gì? Để nhắc nhở và duy trì sắc thái đặc tổ của dân tộc chúng ta đến thế hệ mai hậu. Và họ biết cho thế hệ mai hậu biết tại sao chúng ta có mặt nơi này. Tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ còn là nơi tổ chức các nghề và chào cờ đầu năm Tết âm lịch, dỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày Quốc khánh 30 tháng 4, kỷ niệm ngày Quốc lịch Việt Nam Cộng hòa 19 tháng 6 và các sinh hoạt khác trong cộng đồng người Việt diễn hoàn sẽ qua hàng năm. Thành lập tượng đài chiến tranh Việt Nam ở Quốc hội tiểu bang Texas và nhà dân dân người Mỹ nói Việt. Thiết lập sứ quân nhân International District để giúp người Việt phát triển kinh tế dân Việt. Thực hiện bản tên đường Việt Nam không đô la mà chúng ta thành nhận từ thấy khi chúng ta lái xe qua trong quá trình tranh cử tại đơn vị 149. Tiêu biểu nhất là năm 2004, trong lần đầu tranh cử với sức cao thắng 33 điểm, một chính trị gia lão thành đã có giữ chức vụ tại cái tiểu bang tại đơn vị 149 từ năm 1963. Ông đó là Lauren Hester. Ông đó hiện là chủ tịch ủy ban đặc biệt và ông được xem là một người có quyền lực tại hạ viện tiểu bang Texas luôn bây giờ. Và thưa quý vị, vào năm 2006, dân biểu Hilbert Ross đã một lần nữa đánh bại ông Hester khi ông tái tranh cử. Sau đó, dân biểu Hilbert Ross đã liên tiếp thắng 7 nhiệm kỳ, trong đó có các ứng cử viên người Mỹ gốc Việt. Thưa quý vị, một trong những phát ngôn về ứng sinh phúc lợi cho người dân trẻ con như là ở Houston, Texas, tầm quả được báo chí khen ngợi. Một hơn nữa, một dân biểu những đồng biểu tấn dụng trong các chức vụ quan trọng nơi nhiệm trường. Một dân biểu được đồng làm chức sách dân trong đơn vị 149 tấn dụng. Một dân biểu là nấy với hai thế hệ trong cộng đồng chúng ta là những soi sáng cho đến đại tái hậu và là nguồn nông nghiệp của thế hệ cha ông. Một dân biểu thành công trong thương trường và chính trường, nguyên lên trong xã hội, di dân mới để hội nhập trường Hoa Kỳ, nhờ sức mạnh nội tại, nhờ quyết tâm, chuyên cần, chân thật, nên ông ta am hiểu sâu sắc nỗi ưu tư và nhu cầu cần thiết của người dân. Thưa quý vị, xin hỏi người dân biểu đó là ai? Hỏi tức là trả lời dân biểu, nhưng mà họ
Thưa quý vị, Tiên Phong Đỏ là một chương biểu đã chăm sóc, chăm lo an sinh xã hội gần 2 thập niên qua với các bằng chứng cụ thể tại nghị trường, trong cộng đồng, không những tại Texas mà cả Hoa Kỳ. Ông ta là một thực thể. Trong khi mọi tranh cử từ trung ương đến địa phương đã và đang xuất hiện nhiều hiện tượng rơi rao nhằm mập mờ đóng bệnh con đen giữa thực và ảo. Vậy chúng ta nên thận trọng, hãy giữ và chọn người đã và đang làm điều tốt lành cho cộng đồng chúng ta. Người đó có ái dụng tư dụng hỏi tức là trả lời dân biểu thiên đô rõ. Thưa quý vị, cuối cùng sau 47 năm quê hương chúng ta lọt vào tay cộng sản, tình cảm chúng ta từ người tị nạn cộng sản trở thành người công dân Hoa Kỳ, quyền tố cử, quyền đầu phiếu là chuyện căn bản chúng ta cần học sử để nói ra nguyện vọng của mình trong xã hội mà tự do, bình đẳng và nhân quyền của con người được tôn trọng. Và thưa quý vị, sau 18 năm phục vụ đồng hương dân biểu Tiên Phong Đỏ đã hoàn thành nhiệm vụ dân cử với tất cả tâm huyết, chân thành, khiên nhường, tận tụy và hy sinh. Nhưng thưa quý vị, cuộc hành trình nào cũng có người thử thách. Không ai có thể chiến đấu đơn độc. Ông bà ta có câu nhiều tay cổ bên bỏ để hãy có cùng cái sức mạnh cùng nhau giúp đỡ ta tập tổng tái phát tử trên việc như tôi bỏ bản chất trong đó tài lực nhân lực và cùng đủ nhau tập đông dòng 8 tháng 11 để chọn mặt giữa ta tái phát tử trên việc như tôi bỏ. Được như vậy, không có phúc lợi, tăng lên được một thông cúng chính sẽ còn tiếp tục thành qua. Ý nói, ưu tư có 10 tỷ nạn cộng sản tại Texas và Hoa Kỳ được bắt nghe, được tôn trọng và được cộng đồng bạc tư mạng. Các bạn có điều đó trân trọng kính chào quý vị và xin cầu chúc của quý vị người tham tán nhưng cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn bài phát biểu của ông Phạm Văn Hòa. Và sau đây thưa quý vị, chúng tôi xin tiếp tục với danh sách những vị quan khách ở đây đã ủng hộ cho buổi cây quỷ ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn ông Trần Thanh Tùng, 100 Mỹ Kim. Xin cảm ơn Liên Mích Đà Lạt, 100 Stephen Nguyễn Diệu Đoàn Lê, 500 Mỹ Kim. Bích Trang Nguyễn, 200 Mỹ Kim. Vô Bi Nam, 600. Hoài Bắc, 550. Patrick Trang, 500. Nhân Phạm, Cảnh sát Quốc gia Nhân Phạm, 100 Mỹ Kim. Bắc Hoàng Công Bằng, 200. Nguyễn Thất Nguyên, 500. PSE Chiropractic, 500.
sân trần màu trong. Hùng Phạm Hà Bình, làng Thái Xuân, $500. Chị Ngọc Tân, 100. Chú Lộc Bàn Bích Trang, 50. Trần Sương, 100. Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, 300. Thua Mai, 50. Và thưa quý vị, chúng tôi xin cảm ơn Hội Quảng Ngãi, 400 Mỹ Kim, Hoàng Bắc, 800 Mỹ Kim, Alice Trang Ly, 150 Mỹ Kim, bác sĩ Nghiêm Phạm, 500 Mỹ Kim, cảnh sát Đinh Quang Dũng, 500 Mỹ Kim, Ý Hùng, 300 Mỹ Kim, chị Nguyễn Tâm, 250 Mỹ Kim, Nghĩa Quân Một Chiến, $500, Quê Phạm Dũng Hùng, $500, Hội Cảnh sát Quốc gia, $500, Chùa Pháp Lân, $1,500, Nguyễn Hải Ánh, $100, Nguyễn Thanh Thuận, $100. Hiền Thị Trương, 700 Mỹ Kim, gia đình anh Hoàng Mạnh Hùng, 200 Mỹ Kim, và dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo cũng đã có một đóng góp. Và cô Diệu Thảo xin được giấu thông cho đại số tiền lên. Nhưng mà mình biết mình chơi rất là thân với cô ta, chắc chắn thế nào cũng ít nhất là $1,000 đô các quý vị. Xin quý vị một tràng pháo tay. Vâng, cảm ơn các vị Mạnh Thường Xuân đã đến đây tham dự và ủng hộ ngày hôm nay. Và sau đây thì Thanh Kim cùng với anh Chí Hoàng xin được mời luật sư Stephen Deal lên sân khấu với bài phát biểu của mình. Dạ, cảm ơn đồng chí Hoàng và Thanh Nhi. Kính thưa tất cả quý vị có mặt tại hôm nay, một buổi chiều ngày chủ nhật, trong một cái khung cảnh khoang trang và một cái bầu không khí tao nhã, và chúng ta đang ở đây hưởng một cái buổi đi mờ là nhờ sự làm việc tích cực và nhiệt tình của cô Ngọc Hằng và tiệm hoa Elegant Flowers. Thay mặt nhóm thân hữu dân miễu Thiêu Bạch Võ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn việc làm nhiệt tình của cô Ngọc Hằng và nhân viên của tiệm hoa Elegant Flowers. Kính thưa quý vị, 18 năm về trước, cá nhân tôi có cơ hội được làm bạn với anh dân biểu Thiêu Bạch Võ, lúc đó chưa phải là dân biểu. Và trong 18 năm vừa qua, chúng tôi làm việc chung với nhau để phục vụ, tranh đấu và nói về quyền lợi của tập thể con đồng người Việt chúng ta, tặng cái hiểu tranh chính xác nói chung và tại thành phố Thiêu Sơn nói riêng. Ngày hôm nay, cá nhân tôi được cái sự vinh dự giới thiệu với tất cả quý vị The One and Only Vietnamese American State Representative of Texas. Tôi kính mời nhân vật quý đồng tôi, các hội đồng quân đội, các cơ hội đoàn dân sự và các bạn hữu, khi một bỏ cũng có bạn anh nói như là người bạn xin tôi thành ra lúc nào liên hệ cũng cần phải có giấy nhắn để mà nói chuyện. Và thưa quý đồng tôi thì hôm nay cũng rất là hạnh diện và hân hạnh thấy được cái sự
hỗ trợ nồng nhiệt với tất cả các hội đoàn của mình, hội đoàn dân sự và tất cả các anh chị em, các mạnh thường quân, các cơ sở trung mạnh. Thì hôm nay trước hết xin được bỏ xin chân thành cảm tạ sự nhiệt tình của quý hội đoàn đồng hương đến tham dự buổi lễ hôm nay, sự tâm tình yểm trợ giúp đỡ vận động gây quỹ kêu gọi đồng hương cử tri lên 149 bỏ phiếu tín nhiệm cho Hương Võ trong suốt thời gian qua được 18 năm. Hương Võ luôn luôn ghi nhớ. Kính thưa quý đồng hương, thấm thoát 18 năm trôi qua, Hương Võ phục vụ để xây dựng một tập thể người Việt quốc gia vững mạnh, không chấp nhận chế độ cộng sản. Trong 18 năm qua, Hương Võ luôn luôn chăm đấu để mọi người quyền lợi cho đồng bào và các cơ sở thương mại Việt Nam như vấn đề trồng và tiêu thụ lúa, sản xuất và tiêu thụ bánh chưng, bánh tét trong ngày Tết Nguyên Đán. Con biết các đồng hương còn nhớ có một năm khi theo tiểu bang của tiểu bang Texas nói là bánh chim bánh tét của chúng ta để từ ngày này qua ngày nọ và sau đó tiêu thụ thì là một cái vấn đề mất vệ sinh, thành ra họ cấm chúng ta bán bánh chim bánh tét tại tiểu bang Texas. Và sau khi sự tranh đấu và đem những người chuyên gia về gạo nếp vân vân thì Hương Võ và đã chứng minh được bánh chim bánh tét của chúng ta dùng rất là một cách không có nguy hiểm gì đó. Thì từ đó tới bây giờ cũng hơn mấy năm nay thì chúng ta chắc chắn để cho chúng ta trong ngày Tết bán những bánh chưng bánh tét để được quý đồng hương. Ngoài ra trong những năm mà có những cái cơn bão ở ngoài do đất sinh thổi qua thì Hương Võ cũng đã làm chung với tất cả chính quyền của Coast Guard và cũng báo động tất cả những ngư phủ tàu bè không phải của Việt Nam mà của người Mỹ luôn. Thì Hương Võ đã điều định được với cái Coast Guard mỗi lần một cái cơn bão tới ngoài do đất sinh thì cho những cái tàu bè với cái tàu đánh cá nhỏ vô trong cái vịnh của Coast Guard để mà nước bão được thiếu cái vùng. Từ đó về sau này những năm mà có những cái bão lớn thì văn phòng Hương Võ cũng đã kêu xuống Coast Guard và điều đình để cho những cái chiếc tàu đó vô trong cái vùng của Coast Guard. Ngoài ra Hương Võ còn thành lập khu International Management District IMD để cải tiến khu thương mại đơn ra trong đơn vị trong ánh chính để trở thành một khu du lịch với những bản tên đường bằng tiếng Việt mang tên là khu du lịch Sài Gòn. Chứ một quả đã giữ vững lập trường chống cộng sản không hòa hợp hòa giải, bảo vệ biểu tượng lá cờ vàng và sạch đỏ Việt Nam Cộng Hòa bằng nghị quyết HCL 28 và thưa quý đồng hương cách đây 10 năm. Những cái trường đại học công cộng và những cái trường trung học công cộng đã có cái cờ vàng hoa sọc đỏ của người Việt của chúng ta, người Việt tị nạn của chúng ta không hợp pháp và họ thay thế bằng cái cờ đỏ sao vàng của xã hội chủ nghĩa bây giờ. Nhưng họ đã tranh đấu rất là lâu, trong một cái thời gian cũng hơn 1 năm để mà yêu cầu họ bỏ cái cờ đó, không được cái treo cái cờ đỏ sao vàng đó, họ thay thế muốn vinh danh cho người Việt tại thành phố Houston, tại cái bang Texas phải treo cái cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta. Thành ra bây giờ cái lực lượng thấy trong cái thời gian tranh đấu đó thì Hương Võ đã liên lạc với những cái trường ở trước tầm El Paso hay là những cái Dallas Fort mà treo cờ đỏ sao vàng thì đưa được biết tới lên cho những cha mẹ phụ huynh người Việt Nam từ những cái từ đó thì họ lập tức thay thế bằng cái cờ vàng qua sản phẩm của chúng ta, cái đồng hương.
Thành ra cái đó là một cái tranh đấu cũng hơn một năm. Và sau này tất cả các trường trung học, đại học, cái ban quốc giáo đều biết cái nghị quyết HCR 258 của Hội Hiệp Võ để kêu gọi họ phải trao cái cầu bàn bao sọc này của chúng ta. Và trong những cái năm mà để vinh danh cái người Việt Nam của chúng ta thì Hiệp Võ đã tổ chức những đầu năm cùng những hành xe hoa để cho người Việt chúng ta phô trương cái sự đóng góp của cộng đồng người Việt tại cái đơn vị địa phương đó. Và thưa cái đồng hương, và Hiệp Võ vẫn tiếp tục trong những năm sắp tới vẫn tiếp tục làm những việc để mà có thể bảo vệ cho những người chủ tham gia và bảo vệ cho những cái healthcare cho con đứa trẻ em và cho các cụ lớn tuổi mà không có bảo hiểm để chung với người dân và Hiệp Võ một lần nữa. Rất là hạnh diện được sự vẫn được sự tiếp tục ủng hộ cho tất cả quý đồng hương trong buổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn anh Hiệp Võ, thưa quý vị. Hồi nãy thì chưa được nghe ông Hiệp Võ khai thả, cho nên ông Hiệp Võ đang nói chuyện với Hiệp Võ được không ạ? Và thưa quý vị, để tiếp tục cho chương trình thì chúng tôi vẫn muốn chi ơn quý vị quan khách đã đến đây ngày hôm nay là mạnh thường quân của chúng tôi. Xin cảm ơn sự ủng hộ của ông Houston Academy, 200 Nguyễn Kim, ông bà Phong Mạ, Tony Mã và Lê Quyên, 2000 Nguyễn Kim. Xin quý vị mời chàng mẫu ơn thật nhất và tế ớt dài cho ông bà Tony Mã và Lê Quyên. Và thưa quý vị, tiếp tục danh sách chúng tôi có Lệ Thanh, Danny Vũ và chị Hằng, 200 Nguyễn Kim, bác sĩ Trần Văn Tinh, 200 Nguyễn Kim. Bác sĩ Trần Văn Tinh, 200 đô la. Và chúng tôi xin kiếm chấm là chị Lệ Thanh, 250 Nguyễn Kim. Và thưa quý vị, và tiếp theo là Phạm Hùng, 200 Nguyễn Kim, Phô Vi Nam, thêm 100 Nguyễn Kim là tổng cộng 600 Nguyễn Kim. Hoàng Mạnh Hùng, 200 Mỹ Kim, Nguyễn Đình Hưng Quốc, 200 Mỹ Kim, Nicole Phương Cao, 500 Mỹ Kim. Thủy Quân Lục Chiến, 300 đô la, ông bà Bùi Thế Việt, 100 đô la, Chợ Việt Hoa, 2000 đô la. Chúng tôi mời mọi người lên đây. Chú Vương Đình Thuận, 400 đô la, xin cảm ơn quý vị. Vâng, xin rất là cảm ơn quý vị mạnh thường quân. Cho tới bây giờ chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được những cái sự ủng hộ. Và để tiếp tục chương trình thì Thanh Kim cùng với anh MC Trí Hoàng xin được mời bác sĩ Nghiêm Nguyễn với lên sân khấu để phát biểu của mình ạ. Xin một tràng phát biểu lớn cho bác sĩ Nghiêm Nguyễn. Xin cảm ơn Nguyễn Hoàng. Xin cảm ơn tất cả quý vị và tất cả các thân thú đã đến hôm nay để nói những điều đó. Tôi muốn nói đến những cái tình cảm mà chúng tôi có được với anh Dương Vật. Thứ nhất, riêng cá nhân tôi đã được anh Dương Vật có ủng hộ trong lúc chúng tôi tiến hành dự định xây dựng nhà Việt cách đây hơn 10 năm. Lúc đó thì trong những người mà đồng sáng lập có anh Steven Zhu, anh chị Nicole, anh Cao Bá, bác sĩ Định và tôi, anh Hiền và còn hai người nữa, thì một tuần nào chúng tôi cũng đều họp tại văn phòng của anh Hưu Bật Bỏ. Chúng ta họp từ 7 giờ đến 9 giờ
là việc rất là nghiêm túc. Những cuộc họp như vậy không bao giờ chấm dứt. Anh Hiếu Bột Bỏ không bao giờ miss một cái meeting nào hết. Anh làm cho chúng tôi có những cái cảm hứng để mà ngày hôm nay chúng ta có nhà điện, ngôi nhà đầu tiên tại thành phố Houston, tỉnh bang Texas, và cũng là một cái ngôi nhà tiêu biểu nhất đầu tiên trên nước Mỹ. Nếu quý vị có đi California, những thành phố lớn Washington State, Virginia, Boston, Houston, Texas, Dallas, San Antonio, quý vị không thấy một ngôi nhà điện nào mà do chính những người có nhiệt tâm, nhiệt huyết đứng lên và thành lập và vẫn đang tiếp tục hoạt động đến ngày hôm nay. Tình cảm của tôi đối với anh phải nói là đến cái sự bạn bè, anh là người rất là bình dân, anh rất là bình dân. Trong những buổi họp anh đều có những cái ý kiến rất là hữu ích cho chúng tôi, nên mỗi tháng mỗi tuần như vậy chúng tôi có những cái kết quả và cuối cùng rồi chúng tôi có được làm việc. Nhưng để tôi nói với quý vị, chúng ta nghĩ rằng là dân biểu thì bạn không quan trọng đối với những người không tham thiền, nhưng đối với tôi dân biểu tiểu bang rất là quan trọng. Sở dĩ tại sao ông dean của trường Houston College of Optometry, ông viện trưởng lúc đó có mời anh đấy thăm trường, đó là một cả một cái vinh dự cho trường nhãn khoa tại Houston này có một người dân biểu đến thăm trường này. Lúc đó có một ông viện trưởng của Berkeley cũng là trưởng nhãn khoa tại tiểu bang California, không biết anh cứ bật con nhớ ngày hôm đó. Đó là cái sự hãnh diện cho chính tôi, và tại vì tôi có một người bạn vừa là một người đồng hành với tôi và cũng là người đại diện cho người Việt Nam của chúng tôi đưa một viện trưởng một trường nhãn khoa nổi tiếng của nước Mỹ đến mời tham quan trường khi trường vừa mới thiết lập xong những cái research center mới. Tại vì quý vị để ý là đấy là một cái sự hãnh diện chung cho người Việt Nam của chúng ta. Một người dân biểu rất là humble, simple, nhưng lúc nào cũng cho chúng ta thấy rằng là anh lúc nào cũng kiên trì làm việc cho tất cả những quyền lợi gì. Tại vì từ ngày hôm đó tôi rất có cảm tình với anh. Anh không từ bỏ những việc gì là chúng ta cần đến sự giúp đỡ của anh. Texas Optometry Association mỗi lần là anh tranh cử đều gửi cái check cho tôi và yêu cầu tôi gửi đến cho văn phòng của anh campaign. Tại vì họ biết rằng là anh là người bảo vệ ngành nghề của tôi. Cái ngành nghề của người nhãn khoa trong tiểu bang Texas đều có những cái luật lệ, nhưng những cái người dân biểu này họ khai cho chúng tôi. Họ làm sao họ khai được? Tức là chúng tôi đưa đến yêu cầu và yêu cầu những người dân biểu của chúng tôi anh khai cho chúng tôi ở nghị viện của Texas. Tại vì dưới quyền của những người medical field, những người MD, họ sẵn sàng, họ bóp méo, họ thu hẹp cái sự làm việc của chúng tôi. Những cái scope mà chúng tôi có thể làm được đến ngày hôm nay là nhờ tất cả những dân biểu, trong đó các anh Hiếu Bột Bỏ. Thành thử trường College of Pharmacy Houston rất là hãnh diện mời anh đến tham quan trường. Cảm ơn anh. Nên ngày hôm nay tôi muốn cái bầu nhiệt huyết mà chúng ta đã có cách đây gần 20 năm trước khi anh bắt đầu tranh cử. Đến lúc đó, chúng ta, nếu mà quý vị còn nhớ, cái bầu nhiệt huyết lúc đó rất là nồng nhiệt, nó nóng bỏng, tại vì chúng ta cần một người Việt Nam nói lên tiếng nói của chúng ta, nói những quyền lợi của chúng ta. Anh Hoover ra tranh cử. Ngày hôm đó tôi vẫn nhớ mọi người thấp thỏm xem lá phiếu nó đi tới đâu. Và lúc hai đây nó sát như vậy. Đến cuối cùng rồi mà vẫn còn phải là recount it, right? Recount it. Nhưng anh là một người rất
rất phải nói sẽ được professionally để bên kia họ người ta và cuối cùng họ phải thật sự là họ để cho anh thắng từ anh được với anh quý vị thấy rằng là tôi mong rằng là cái ngày hôm nay cũng sẽ được tạo là cái sự nghiêm quyết cách đây bao nhiêu năm trước mà quý vị đã dành cho anh. Tôi mong rằng là quý vị hãy về nói với bạn bè của mình, hãy về nói với hàng xóm của mình và chúng ta có một dân biểu của tiểu bang Texas lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của chúng ta. Anh rất là thành công trên mọi vấn đề về phiên chuyển. Tôi với anh bạc tuổi, tôi có gặp anh cách đây cũng mấy tháng, anh bảo anh về hưu chưa? Thì tôi cười, tôi bảo chắc cũng sắp về hưu, nhưng mà anh bảo anh còn trẻ mà. Thì tôi cũng nói anh cũng còn trẻ, tôi mong rằng anh vẫn tiếp tục anh làm những gì mà anh làm. Tôi mong rằng là những người kế tiếp khi mà anh có được thai rồi, họ cũng có một cái sự nhiệt huyết như anh, họ cũng tạo ra được cái bầu không khí náo nhiệt, họ cũng tạo ra được cái quyết tâm của chính mình. Thành thử hôm nay tôi với tất cả sự chân thành, tôi ủng hộ anh ở bất cứ lúc nào mà anh cần đến tôi và họ cần đến những người mà anh đã giúp đỡ. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin cảm ơn bài phát biểu của bác sĩ Nghiêm Nguyễn. Mời quý vị và các bạn chào bác sĩ Nghiêm Nguyễn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bác sĩ Nghiêm Nguyễn. Chào mừng quý vị. Để tiếp nối với bài danh sách của các vị mạnh thường quân, Thanh Kim xin gửi lời cảm ơn đến ban hợp ca Hồng Việt đã đóng góp 700 điểm kim. Ông bà chị Hồng Trang và ông Nguyễn Công Minh hợp ca Hồng Việt 200 mũi kim. Thưa quý vị và sau đây thì Phong Kim xin được mời ban hợp ca Hồng Việt lên sân khấu. Chú vị đang chuẩn bị nghe chương trình văn nghệ nha. Thì tôi sẽ ngồi lại ở đây chừng khoảng 30 đến 1 tiếng phút tùy theo cái chương trình như thế nào. Một lần nữa thì kêu gọi quý vị cố gắng cố ít lòng nhiều 50 đô đóng gửi cho anh Hiêu Bậc Võ để cho anh có một cái tinh thần đấu tranh cho người dân Texas. Kính được lời chào đến quý quan khách. Thật là một vinh dự cho ban hợp ca Hồng Việt hôm nay được đến đây để tham dự buổi tiệc gây quỹ cho dân biểu Dương Bình Võ. Kính chúc dân biểu sẽ được thắng lợi cho nhiệm kỳ sắp tới. Một lần nữa, vẽ ban và ban hợp ca Hồng Việt xin trình bày nhạc phẩm Việt Nam quê hương ngào nghé và bài Máu Vinh Quang của ca nhạc sĩ Hoàng Tường. Xin kính mời quý vị thưởng thức. I'm going to go to the hospital.
Không biết quý vị còn có đang lắng nghe chương trình không? Nếu quý vị nào còn thức thì làm ơn cho bây giờ là bắt đầu chương trình văn nghệ cho năm ca nhạc sĩ. Quý vị có thích văn nghệ không? Đặc biệt chương trình văn nghệ nghe không? Không nào. Xin quý vị một bức ảnh cho toàn những tác phẩm. Hãy cho vui. Xin cảm ơn mọi người. Chào mừng tất cả quý vị quan khách hiện diện nơi đây ngày hôm nay, lời chào thân ái. Quý vị còn nghe không quý vị? Sao thấy quý vị im lặng quá đi? We'll be right back.
Nhạc sĩ Hoàng Tường và chúng tôi quý vị để tiếp tục chương trình văn nghệ. Sau đây kính mời quý vị thưởng thức giọng ca của nữ ca sĩ Lệ Hằng với nhạc phẩm Chờ Đêm. Đầu tiên là xin chúc quý vị một đêm an bình hạnh phúc và ngon nghỉ. Chúc chúc quý vị có thêm một ngày kỳ nghỉ đẹp. Thank you.
Xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, xin cảm ơn nam ca sĩ Tô Lâm. Và thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta có sự tham dự của một số các bạn trẻ